Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Trung tâm Âm nhạc Nguyễn Vũ tiếp tục chương trình học Bino đệm hát hôm nay. Chúng ta sọc ở trang số 7 của giáo trình. Hôm rồi thì chúng ta đã học ở trang số 6. Bài tên nốt nhạc ha. Bạn nào chưa xem bài này thì các bạn xem lại video phía trước ha. Rồi, tiếp tục hôm nay chúng ta sọc ở trang số 7, bài dấu hóa và dấu lặng. Dấu hóa có nghĩa là chúng ta những cái dấu này sẽ làm biến hóa đi cái cao độ của nốt nhạc. Thì những dấu hóa chúng ta thường gặp như là dấu dáng và dấu thăng cũng như là dấu bình thì đối với dấu thăng thì các bạn thấy nó có hai dạng một là dấu thăng bất thường và dấu thăng biểu thì dấu thăng biểu thì tôi sẽ nói sau trong bài cụ thể còn ở đây thì chúng ta sẽ gặp những cái dấu thăng dấu dáng dấu bình bất thường thôi ha thì ví dụ như nó son này là có thêm cái dấu thăng ở bên cạnh này nữa thì nó thăng nó son này sẽ được thăng lên cao thêm 1 phần hai cung nữa ha rồi nếu mà nốt son này có dấu dáng giống như chữ B đứng trước này các bạn thì nốt son này sẽ được dán xuống hay là hạ xuống một phần hai cung ha. Rồi, đến đây thì chúng ta gặp dấu bình. Dấu bình nó hơi giống với dấu thăng một chút cho nên các bạn chú ý ha. Đó thì khi dấu bình, ví dụ như nốt son trước này là nốt son dán đi thì nốt son phía sau này có dấu bình thì nốt son dán này sẽ không còn dán nữa mà nốt son này sẽ trở lại bình thường nha. Chúng ta đánh nốt sang bình trở lại. Có nghĩa là dấu bình có nghĩa là làm cho nốt nhạc nó trở lại cái cao độ bình thường đó là ba cái dấu hóa mà chúng ta thường hay gặp trong bài nhạc ha. đương nhiên là còn dấu thăng thăng kép, dáng dáng kép này nọ nữa. chúng ta sẽ gặp những phần đó sau thì tôi sẽ nói kỹ hơn ha. Rồi đó là ba cái loại dấu hóa mà chúng ta thường hay gặp. Phần tiếp theo là phần dấu lặng. trong âm nhạc thì có những đoạn chúng ta phải chơi, ha. nhưng mà có những đoạn phải giữ yên lặng thì những đoạn giữ yên lặng đó người ta sẽ đặt những cái dấu lặng và trong bài nhạc như ở đây chúng ta có dấu lặng tròn các bạn ha dấu lặng tròn và dấu lặng trắng hơi giống nhau một chút dấu lặng tròn là nằm trên dòng kẻ số 4 quay xuống các bạn thấy ha đây rồi dấu lặng trắng là nằm dưới dòng kẻ số 3 quay lên các bạn nha. dấu lặng tròn là chúng ta nghĩ yên lặng chỗ đó bốn phát. rồi dấu lặng trắng là chúng ta phải yên lặng chỗ đó hai phát. ha hai cái dấu này hơi giống nhau các bạn để ý ha cái quay xuống cái quay lên rồi thêm nữa là cái dấu lặng đen thì nghỉ một phát. dấu lặng đơn nghỉ một phần hai phách là nửa phát ha. Rồi, lặng đôi, lặng ba, lặng tư. Đó là những cái dấu lặng mà chúng ta sẽ gặp. Ở trong bài người ta đặt cái dấu lặng chỗ nào thì chỗ đó chúng ta phải giữ yên lặng bấy nhiêu phách ha. Thì lúc này tay chúng ta phải nhấc lên khỏi phím đàn để cho cái phím đàn nó không có vang lên nữa. Để chỗ đó phải được yên lặng ha. Đó thì trong âm nhạc có những chỗ chúng ta phải đánh nhưng mà có những chỗ phải giữ yên lặng là như vậy các bạn ha. Rồi, đó là bài học ngày hôm nay, bài dấu hóa và dấu lặng. Nếu bạn nào muốn học theo bộ giáo trình này, học theo các video này thì liên hệ với tôi để mua bộ giáo trình này về rồi các bạn có thể tự học theo các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video kế tiếp của bộ giáo trình này. Xin chào và hẹn gặp lại.